Mô hình gắn mã QR code trên biển Tân Đường tại thành phố Phan Thiết đang phát huy tác dụng khi thu hút nhiều em học sinh, người dân, du khách hưởng ứng quét mã, tra cứu thông tin. Khi việc tra cứu thông tin này thành một thói quen, sẽ giúp người dân, học sinh hiểu và nhớ thêm nhiều về các nhân vật, cứ liệu lịch sử. Mở điện thoại thông minh, quét mã QR code trên biển Tân Đường. Chưa đầy một phút, các thông tin về Tân Đường như chiều dài, lộ giới, cấp độ đường, điểm đầu, điểm cuối, thông tin về tiểu sử, công trạng của các danh nhân anh hùng dân tộc, sự kiện mà tuyến đường dùng để đặt tên đã hiển thị. Với học sinh, sinh viên, đây thật sự là cách học lịch sử mới lạ, trực quan, tạo sự tò mò và hứng thú. Các bài học giá trị lịch sử được tích hợp thông qua việc quét mã QR code, giúp các em dễ dàng cập nhật, gia tăng thêm vốn kiến thức lịch sử. Đặc biệt, thông tin được giới thiệu ngắn gọn, việc ghi nhớ cũng trở nên dễ dàng, giúp các em thấy yêu lịch sử, văn hóa và dân tộc mình nhiều hơn. Em thấy việc gắn những QR code trên các bảng chỉ đường như thế này thì rất là hay, giúp em học được nhiều kiến thức lịch sử. Em chỉ cần cầm điện thoại và quét mã thôi thì em sẽ biết được cái thông tin hình thành cái con đường, hình thành cái tên con đường. Em nghĩ là nó rất là tiện lợi, và em thêm nghĩ là nếu mà có cả tiếng Anh nữa thì sẽ giúp cho du khách nước ngoài hiểu rõ hơn về lịch sử của Việt Nam. Việc gắn mã QR lên tên đường là giải pháp ý nghĩa, không chỉ cung cấp thông tin một cách thuận tiện cho người dân du khách, mà còn là điểm nhấn của tỉnh, thành phố, phù hợp với xu thế ứng dụng chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần tạo nên một thành phố hiện đại, gần gũi, thông minh, đồng thời tuyên truyền giáo dục, nâng cao tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc cho người dân, đặc biệt là thế hệ học sinh, sinh viên. Dù mới được thành phố triển khai khoảng một tháng nay, nhưng bước đầu đã cho thấy những phản hồi tích cực từ người dân. Tôi thấy rất là văn minh, hiện đại và tuyệt vời. Để cho các bé học sinh hay là tất cả các mọi người công nhân, kể các tỉnh khác đi đến du lịch ở thành phố Phan Thiết mình mà cần tra cứu hay thông tin con đường hay nói tất cả các bảng ở trên gắn trên đó là tên của các lịch sử vị anh hùng, để biết được cái lịch sử của Việt Nam nói chung và Phan Thiết nói riêng. Như vậy rất là hay, rất là tiện ích cho mọi người. Phải giúp cho người dân dễ tìm, dễ truy và giúp cho các học sinh cũng dễ học được cái lịch sử địa phương của mình tại học đường. Và cái chương trình này chúng tôi cũng công khai rộng khắp cho các cái hệ thống thông tin đại chúng của thành phố để tạo thuận lợi cho nhân dân, du khách và đặc biệt các học sinh để tham gia hưởng ứng. Hiện tại có khoảng 70 tuyến đường đã được thay mới và gắn mã QR code trên biển Tân Đường. Trong năm nay, thành phố sẽ tiếp tục bổ sung và thay mới bảng tên đường các tuyến đường phố còn lại trên địa bàn, đảm bảo 100% được gắn mã QR code.